Làng Nủ, lũ quét mang 1,6 triệu mét khối nước và đất đá gây thảm họa chỉ trong 5 phút. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Châu Lân, Phó trưởng Bộ môn Địa kỹ thuật, Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông Vận tải cho biết, bước đầu chúng tôi xác định nguyên nhân gây nên thảm họa Làng Nủ là lũ bùn đá. Theo đó, có tới 1,6 triệu mét khối bùn đất, đá và nước xuất phát từ đỉnh núi Con Voi cách Làng Nủ 3,6 km đã dội xuống thôn Làng Nủ. Trong quá trình tràn xuống, khối đất đá bị tắc nghẽn tại một khu vực hẹp cách điểm phát sinh sạt lở khoảng 2 km. Vị trí này vô tình tạo thành một đập chắn tự nhiên làm tăng nguy cơ vỡ lũ. Thời điểm xảy ra lũ, lượng mưa tại các khu vực rất lớn, với tổng lượng mưa tích lũy lên tới 633 mm, trong đó lượng mưa theo giờ đạt 57 mm, khiến khối lũ bùn đá di chuyển cực kỳ nhanh. Sau khi nhập dữ liệu vào mô hình, ông Lân nhận được kết quả mô phỏng cho thấy chiều sâu tích tụ dòng bùn là 8-15 mét, nơi sâu nhất khoảng 18 mét, vận tốc dòng chảy rất lớn tới 20 m/s. Do đó, thời gian chảy từ trên núi xuống là khoảng 300 giây, tức 5 phút.